Vâng, em xin chào các bác. Và hôm nay em tiếp tục lên cho các bác ở đây là một cái cục công suất. Đấy. Cục công suất kiêm giải mã của Onkyo là con FLX7 các bác nhá. Onkyo FLX7. Đấy, con này thì mình vừa có thể làm công suất để cắm điện thoại, máy tính nghe nhạc, cắm đường quang nghe nhạc. Mình vừa có thể làm giải mã quang ra V để phục vụ các bác là nghe nhạc từ trên đường quang TV xuống dưới các con âm ly cổ ở nhà. Các con âm ly bãi ở nhà của chúng ta thường là đến 99% là sẽ không có đường quang. Và các bác muốn nghe đường quang thì các bác sẽ cần có một thiết bị giải mã quang ra V mà thông thường các bác dùng là bao diêm. Đấy thì các bao diêm này các bác mua có 300-200 thôi của Trung Quốc, rất là rẻ. Nhưng mà nó bé tị như này thôi và dùng có khi được một thời gian thì có thể là cục hỏng, có thể là cái nguồn của cái cục đấy nó hỏng nên là lại phải thay. Thì rất là mất thời gian, bất tiện, và cái nữa là cái chất âm của nó giải mã không được chi tiết, không được hay và không được sạch như những cái con này. Đấy thì thay vì lại dùng những con đấy thì các bác có thể dùng sang những con này để làm giải mã quang AV nhá. Đấy, và làm công suất luôn để mình ghép thêm vào một số các cái loa nhỏ nhỏ mình nghe nhạc. Đấy, thay loa TV luôn. Đấy. 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 Đây là một hình con X7 này. X7 là hình nó đây nhá. Đấy, con này thì đấy. Hàng về nói chung là em thấy còn tương đối đẹp. Còn tất nhiên đây là hàng bãi thì là trên máy nhìn nó sẽ có một vài vết xước sát không tránh được nhá. Đấy. Đấy. Con này thì nó có cả CD ở đây đấy, nhưng mà cái CD này em có thử thì là đang không đọc đĩa nhá. Đấy, thì em bán là bao trẻ công suất để các bác cắm máy tính điện thoại nghe nhạc và cắm được con TV nghe nhạc. Đấy. Đây cắm điện thoại thì mình sẽ cắm vào đường này. Đấy, đường này hoặc là các cái đường phía dưới này cũng được nha, đường tép hoặc là đường CRI đều được nhá. Nhưng mà thông thường thì dễ cắm nhất là các bác cắm đường này. Đường này in ở trên cùng này. Sau đó chuyển cổng sang đường này là được. Muốn nghe nhạc ra đường quang thì cắm dây quang vào đây và đường in đây. Và sau đó chuyển sang đường digital để nghe nhạc được nhé. Muốn làm giải mã quang ra AV thì mình sẽ cần có thêm một cái dây AV nữa. Mình kết nối từ đường tape out này. Từ đường reg out ở đây. Từ reg out ở đây. Mình đưa xuống dưới âm ly to nhé. Mình đưa từ đường, mình kết nối từ đường reg out ra. Mình sẽ từ đường tape out, từ đường reg out mình đưa xuống dưới âm ly to để mình nghe nhạc giải mã quang AV nhé. Đây. Đây. Nút input là nút để chuyển các đầu vào với nhau. Đấy thì là đây chính là cái nút để mình chuyển các chế độ và mình nghe nhạc ở chế độ nào thì mình chuyển độ đấy. Ví dụ như mình muốn nghe nhạc ở chế độ là nghe nhạc từ điện thoại ra này thì sẽ chuyển input về đường line này. Còn muốn nghe nhạc từ đường quang TV ra thì chuyển sang đường digital này và bật tín hiệu từ đường quang lên sẽ có tiếng này. Này các bác thấy không, đường quang nhá. Đây đường quang sẽ ok này. Để vào tiếng nghe các bác nghe được không? Tiếng rất là mềm đúng không? Tiếng rất là sáng tiếng, nghe rất là hay luôn. Tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm. 10 năm lính cô biết bởi câu ca vì tiếng hay tiếng. Đấy nhá. Còn muốn nghe từ đường điện thoại ra này, ấn input được chuyển sang đường line này. Đấy, thì sẽ nghe được từ điện thoại máy tính ra. Đấy, đơn giản vậy thôi nhá. Rồi ngày mai có nhau trong đời. Thì đây là con Onkyo X7. Đấy. Con này thì có công suất là đi 48W thì 100V hàng made in Japan nhá. Đấy. Và con này em bán là bao chạy công suất cho các bác về là cắm điện thoại máy tính và cắm đường quang TV nghe nhạc. Đó. CD thì nó không đọc nữa rồi. Đấy. Đấy nhá. Thì con Onkyo X7 này thì đây tất cả mọi thứ ngoại hình như hình nhá. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Đấy nhá. Mặt mũi cái thứ. Đấy.
Đấy thì con X7 này thì giá của nó em bán với giá là đi 890.000. Thế bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhá. Số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 0979 989 1682. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.